Chào các bạn đã đến với Thoảng Mạn Radio. Bài viết của ngày hôm nay sẽ là Tuổi 20, chúng ta được và đánh mất những gì, của tác giả Edna. Và mình là Lin, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Tuổi đôi mươi, những năm tháng quyết định cuộc đời. Bạn có bao giờ mong chờ tuổi 20 của mình không? Lứa tuổi đánh dấu một bước ngoặt mới trong cuộc sống. Tuổi đôi mươi, đôi tuổi đẹp nhất của đời người. Bạn được độc lập, được làm những điều mình thích và theo đuổi những ước mơ vĩ đại. Đây là một độ tuổi đem cho ta nhiều điều quý giá nhất. Nó cũng tước đi của ta những thứ đẹp đẽ nhất trong cuộc đời. Chúng ta đã đánh mất quá nhiều thứ ở tuổi 20. Trái tim hồn nhiên, xúc cảm. Chắc hẳn ở tuổi 20, mọi người đã đi học đại học hoặc kiếm cho mình một công việc rồi nhỉ? Vậy là chúng ta đã rời xa vòng tay bao bọc của cha mẹ một khoảng thời gian rồi đấy. Và cũng phần nào hiểu được những đắng cay, nghiệt ngã, khó khăn của cuộc đời. Chẳng hạn như vỡ mộng cuộc sống sinh viên, cô đơn ly thành thị xa lạ, áp lực khi xung quanh toàn những người ưu tú, hoặc bạn nào đã đi làm thì mới thấy được đủ loại người trong cuộc sống này. Chiêu trò lừa gạt, kiếm tiền khó ra sao, rồi thì làm gì để thành công. Và rồi, chúng ta cũng thích nghi dần với những nghiệt ngã và coi đó là một phần tất yếu của cuộc sống. Trái ngược với việc thích nghi đó, tâm hồn ta cũng bước bay bổng hơn, cũng đã biết suy nghĩ và toan tính cho thực tại. Giữa dòng đời xô bồ, đâu đâu cũng toàn là hố lửa, chỉ chờ ta nhảy vào thì trái tim ta cũng phải đủ lạnh lẽo để vượt qua chúng. Rồi bất chợt một lúc nào đó, ta nhận ra rằng trái tim của tuổi 20 không còn hồn nhiên, xúc cảm như những chàng trai, cô gái ở tuổi 17 nữa. Bạn bè trở nên xa lạ. Trong một bộ phim thanh xuân vườn trường của Trung Quốc có nói câu: có thể người ngồi bên cạnh các em lúc này là kho báu mà các em trân trọng suốt cuộc đời. Đúng vậy, khi lên đại học hay bước chân vào đời rồi, ta mới thấy được để kiếm một người bạn tri kỷ thật giống như màu kim đáy biển. Khác biệt về lối sống, cách nhìn nhận hay những khó khăn của cuộc sống này trở thành rào cản khiến ta khó mở lòng hơn, khó tin tưởng vào những mối quan hệ. Hơn thế nữa, ta còn phải đối mặt với khủng hoảng tinh thần của thế giới người lớn, sự xa lạ của những người bạn, tưởng chừng như người thân ruột thịt trong gia đình. Bước vào đời, chúng ta có nhiều thứ phải lo toan, suy nghĩ hơn, rồi những mệt mỏi, áp lực cày cuốc mỗi ngày, làm gì để thành công. Hay đơn giản, chỉ là bạn bè có cho mình một mối tình và không còn chia sẻ mọi thứ với ta nữa. Và rồi những tin nhắn ít dần, không còn những dòng tin nhắn: mày ơi, tao kể cho vụ này, mày ơi, tin hot. Người bạn khi xưa đi cùng nhau cả ngày, kể không hết chuyện, thì bây giờ đến nhắn tin cũng không biết bắt đầu từ đâu nữa. Và đây, chỉ khi ta ở tuổi 20, liệu đến khi ta 30, 40, có giữ được tình bạn này nữa không? Nếu có thì xin chúc mừng, bạn là người may mắn nhất thế gian này đấy. Ranh giới giữa được và mất thật mong manh. Tuổi đôi mươi đã cướp đi những chàng trai, cô gái hồn nhiên, bay bổng, cướp đi những người bạn tốt nhất trong cuộc đời. Nhưng tuổi đôi mươi cũng đã trả cho ta kho báu tuyệt vời và ý nghĩa nhất. Nó chỉ lặng lẽ tồn tại một lần duy nhất trong thanh xuân của mỗi con người. Tuổi 20, bước chân đầu tiên trên con đường trưởng thành. Đây được gọi là một độ tuổi để ta tập làm người lớn. Có rất nhiều những cái được gọi là lần đầu tiên ở tuổi 20. Lần đầu tự mình đưa ra những quyết định quan trọng, lần đầu học cách độc lập, hay đối với nhiều người, đây là lần đầu tiên nếm trải mùi vị tình yêu. Vì vậy, chúng có thể gặp rất nhiều những khó khăn, thất bại. Nhưng mong rằng tôi và bạn hãy cứ vững tin và dũng cảm bước về tương lai phía trước, dù có mệt mỏi như thế nào đi chăng nữa, vì tuổi 20 rồi cũng sẽ qua đi. Chúng ta được phép sai lầm, được phép nghỉ ngơi khi cuộc sống này quá nghiệt ngã, và hãy có một tuổi 20 đáng sống,
vì khi đó là lúc đẹp nhất trong cuộc đời chúng ta. Tuổi 20, nóng bỏng, phơi phới, mãnh liệt và bùng nổ. Có lẽ nhịp đập trái tim đối với khát vọng tuổi trẻ là mãnh liệt nhất khi ở tuổi 20. Đây là độ tuổi chênh vênh, cũng là cái độ tuổi để làm tiền đề cho sự thành công sau này của chúng ta. Tuổi 20, có rất nhiều điều bản thân muốn làm nhưng không đủ khả năng. Nhưng không sao, đây là độ tuổi để ta nỗ lực tìm ra phương hướng cho riêng mình. Với những nhiệt huyết và bùng nổ của tuổi 20, rồi sẽ có một ngày chúng ta trở thành con người mà chúng ta mong muốn và được làm những điều mình thích. Thời gian giống như một tên trộm thầm lặng, rất nhanh trôi. Chúng ta sẽ phải đối mặt với những biến cố của cuộc đời: tốt nghiệp, kết hôn, sinh con, già đi và chết. Tuổi 20 đáng sống này chỉ là khoảnh khắc trong cả hành trình dài ấy. Nhưng hãy sống làm sao để khoảnh khắc này là nút bỏng trong bản nhạc của cuộc sống, để đến khi ta nhìn lại sẽ tự hào vì có một độ tuổi 20 đầy nhiệt huyết và bùng nổ. Xin chào tuổi 20, tôi đến đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn thấy nội dung của chúng mình hữu ích thì đừng tiếc cho chúng mình một like và subscribe nha, cũng là để cho chúng mình có động lực để phát triển nội dung trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.